Nhiều năm qua, một số khu vực ven đô tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là vùng trũng thấp, không thể canh tác nông nghiệp, bỏ hoang hàng chục năm gây ô nhiễm môi trường. Thành phố Hà Tĩnh có chủ trương tập trung phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành khu vực dịch vụ gắn với du lịch sinh thái tại địa phương. Cùng với đó, huy động các nguồn lực để nâng cấp hệ thống hạ tầng, củng cố các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chính quyền thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều chương trình hỗ trợ người nông dân trong tất cả các khâu, từ hình thành các hợp tác xã đến xây dựng, nhận diện thương hiệu, hạ tầng, chuyển giao công nghệ, giống, kỹ thuật. Ngoài ra, thành phố cũng tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, an toàn sinh học và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, sau khi được chính quyền đồng ý và hướng dẫn kỹ thuật trồng sen, gia đình ông Nguyễn Duy Đại tại thôn Đoài Thịnh đã quyết định cải tạo ruộng hoang ngập úng, ô nhiễm thành ruộng trồng sen, vừa giúp tăng thu nhập cho gia đình, vừa tạo cảnh quan đẹp cho quê hương. Theo ông Đại, khu đất này thường xuyên ngập úng, canh tác nông nghiệp kém hiệu quả nên đã bị gia đình bỏ hoang 10 năm nay và thành điểm ô nhiễm. Nay được chính quyền địa phương hỗ trợ, ông đã chuyển sang trồng sen, bước đầu mang lại hiệu quả bất ngờ, thu nhập cao gấp nhiều lần lúa trước đây. Quá trình gia đình cải tạo cái khu đất này thì trước đấy là diện tích đất canh tác lúa, nhưng mà sau khi mà do hệ thống mương đường xã thành lên cột khổng cao rồi thì bị úng, cho nên là đồng bào ở đấy là trong thôn là canh tác được nữa là phải bỏ hoang, là cách đây khoảng 7-8 năm, gần chục năm rồi. Nên là toàn bèo tấy với lại ô nhiễm, thì gia đình cũng có một cái khu ruộng ở đấy của gia đình luôn, thì tôi cũng nhìn thấy là cái tiềm năng đất đai là một, hai nữa là phần hoang hóa thì phần ô nhiễm môi trường quá, thì gia đình ban đầu là vô cải tạo thì là nhân công rồi máy móc vớt bèo rồi thảo nước để đắp bờ để mà xóa bờ vùng bờ thừa, xong là lại cải tạo đất thì cũng vất vả, nhưng mà thực tế là cây sen nó đưa lại cái cảnh quan môi trường và những cái thu nhập nhất định cho người dân thì cũng rất là vui. Phát triển hoa sen theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái tại thành phố Hà Tĩnh, hợp tác xã Sen Hào Thành đã kết nối với 12 tổ hợp tác, phát triển diện tích trồng sen đạt hơn 28 hectare, tập trung tại nhiều vùng trũng thấp, sản xuất kém hiệu quả của địa phương. Hiện nay thì Sen Hào Thành đã nhập về và bảo phát triển đến hơn 20 giống sen tại thành phố Hà Tĩnh. Hiện nay chúng ta đang ở cánh đồng sen của tổ hợp tác Sen Thạch Trung của bác Nguyễn Như Đại. Ở đây là chúng ta đến Bắc Đài đang trồng giống sen cũ, đấy là giống chuyên cũ mà hiện nay là với thời gian sinh trưởng từ khi xuống giống đến khi khai thác là từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng là có thể khai thác, và đây là thời điểm tốt nhất để thu hoạch vụ đông và để bước sang chuẩn bị cho hàng từ giờ đến Tết là sẽ bán những cái sản phẩm được khai thác từ tại thời điểm này. Đấy là thời điểm củ sen đạt cái độ chín của củ và có đạt thương hiệu tốt nhất. Mục tiêu lâu dài của hợp tác xã là chế biến sâu các sản phẩm từ sen nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Từ đó tạo lập hệ sinh thái kinh tế cộng đồng bền vững, đa giá trị, cải tạo cảnh quan môi trường, hướng đến khai thác dịch vụ du lịch sinh thái, góp phần cùng thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.